Quý vị và các bạn, Đà Lạt của chúng ta có rất nhiều món đặc sản thú vị, trong đó phải nhắc đến hồng khô, đúng không Hải Yến? Đúng vậy Xuân Long, và đây cũng chính là thời điểm cho việc sản xuất hồng khô trên địa bàn thành phố Đà Lạt diễn ra rất nhộn nhịp. Thế nhưng vẫn có một vấn đề đặt ra, đó chính là quy mô chế biến sản xuất hồng khô thì vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu tính cạnh tranh trên thị trường. Vậy hướng đi nào là phù hợp cho loại đặc sản này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Hồng sấy khô là một đặc sản riêng có của Đà Lạt. Hàng năm, từ cuối tháng 9 trở đi, khi hồng chín rộ, cũng là lúc các khu trại hầm Khe Xanh tại Đà Lạt khá nhộn nhịp với những lò than rực hồng để làm ra những mẻ hồng khô ngọt bùi. Đây là một sản phẩm được khách du lịch yêu thích và chọn mua làm quà mỗi dịp ghé thăm Đà Lạt. Tuy nhiên, những khu vực tập trung sản xuất loại đặc sản này ở Đà Lạt chỉ là những hộ sản xuất theo kiểu truyền thống, với cách thức sản xuất nhỏ lẻ, sản phẩm làm ra không có chỗ đứng riêng trên thị trường. Xin chào quý vị và các bạn, hiện nay Thanh Huy đang có mặt tại khu vực trại hầm. Ở vùng đất này có rất nhiều cơ sở sản xuất hồng khô theo phương pháp truyền thống. Việc tiêu thụ các sản phẩm phụ thuộc vào các quầy đặc sản ở chợ Đà Lạt cũng như là thương lái, và các sản phẩm được gắn nhãn hiệu với nhiều tên gọi khác nhau. Chúng ta cùng đến thăm một cơ sở sản xuất hồng khô ở đây. Xin chào chị Lương. Không biết là mình làm nghề này bao lâu rồi chị? Dạ, nhà mình làm nghề này được 20 năm rồi chị. Em làm được 20 năm rồi. Và gia đình mình thì có bao nhiêu hộ làm hồng sấy chị? Dạ, có 5 hộ ạ. Cái sản phẩm mình làm ra thì được tiêu thụ như thế nào? Dạ, sản phẩm của nhà mình làm ra được tiêu thụ tất cả các tỉnh, như ví dụ Lạng Sơn, Hà Nội, rồi Bảo Lộc các thứ, gọi là các tỉnh của phía Bắc mình, rồi miền Nam, miền Trung, mình tiêu thụ đi hàng ngày ạ. Nói chung là lò của mình ra đến đâu là hết đến đó. Dạ, và cái sản phẩm mà mình đưa đi ra các tỉnh như vậy thì có được gắn cái nhãn hiệu riêng của cái gia đình mình sản xuất hay không? Có, ví dụ như hàng năm cứ đến cái mùa khách du lịch á, thì là thường thường là có khách đoàn đến thăm lò nhà mình và mua hồng nhà mình tại lò nhà mình, lúc nào giá cũng ổn định hơn và mới lại được dán mác của mình. Còn một số thương lái mua hàng của mình thì người ta yêu cầu là không được dán mác nhà mình, và để cho người ta dán mác của người ta, để cho cái hàng nó tiêu thụ của người, cho người ta và những cái khách hàng nó không tới được lò nhà mình. Và bây giờ chúng ta cùng đến với một cơ sở sản xuất hồng khô khác ở khu vực trại hầm, tìm hiểu xem sản phẩm được làm ra tiêu thụ như thế nào và liệu rằng họ có một nhãn hiệu riêng do cơ sở mình sản xuất hay không. Xin chào chị Ly, ở đây mình sản xuất hồng theo mùa vụ hay như thế nào chị? Mình sản xuất theo mùa vụ em. Một vụ của mình thì kéo dài khoảng bao nhiêu tháng chị? Khoảng từ 5 đến 6 tháng. Và lợi nhuận thì như thế nào? Nói chung thì lợi nhuận nó không có cao lắm, khoảng từ 15 đến 20 ngàn một ký thôi, tại vì mình sản xuất theo kiểu nhỏ lẻ, thì nó giá lợi nhuận của nó không được cao lắm. Nghe chị nói là lợi nhuận thì không được cao, vậy thì nhưng mà cái giá bán hồng ra thị trường á thì cũng không phải là rẻ, khoảng từ 150 đến 170 ngàn một ký. Em cũng rất là băn khoăn, nếu chị nói như thế thì cái lợi nhuận này nó trôi về đâu chị? Tại vì mình làm theo kiểu nhỏ lẻ, thành ra là thương lái mình chủ yếu là cung cấp hàng cho thương lái chứ không có trực tiếp tới nhà phân phối, thành ra cái lợi nhuận mà giữa cái mình là người sản xuất với lại người bán ra thì giữa là có người thương lái, thì lợi nhuận nó hầu hết là thương lái họ hưởng là nhiều. Chứ còn người sản xuất nhỏ lẻ thì giá không bao giờ nó cao hết rồi hết như vậy hết á. Chấp nhận bán hàng không thương hiệu là tình hình chung ở các cơ sở sản xuất hồng khô tại Đà Lạt, kể cả cơ sở có đăng ký nhãn hiệu. Lò sấy hồng khô của anh Hải, cho dù đã có thương hiệu, nhưng chỉ có một số sản phẩm bán ra cho các quầy đặc sản Đà Lạt là mang nhãn hiệu của cơ sở anh sản xuất. Còn lại cũng được thương lái mua về và gắn nhãn mác khác. Xin chào anh Hải, vẫn biết là một số sản phẩm mình làm ra chỉ một phần nhỏ là nhãn hiệu của cơ sở, số còn lại không có nhãn hiệu, chỉ đóng thùng hoặc là đóng bao ni lông và bán cho các thương lái, thì anh có suy nghĩ như thế nào? Thì từ trước đến giờ thì cơ sở chúng tôi cũng rất trăn trở về cái việc này. Dạ.
nhưng mà cái tiềm năng kinh tế của chúng tôi cũng có hạn. Nên hiện tại chúng tôi chủ yếu là đầu tư về cái chất lượng sản phẩm, nên cũng chưa phát triển ra thị trường nhiều. Vì vậy chúng tôi phải nhờ những cái công ty và những cái cửa hàng có tiếng, chúng tôi xuất hàng thô cho họ và họ về họ sẽ đóng nhãn mác lấy tên của những cơ sở khác. Có lẽ cái sản phẩm mình làm ra cũng là cái tâm huyết của mình, và mình mong rằng cái sản phẩm nó có tên hiệu riêng cũng như là địa chỉ cơ sở sản xuất. Vậy thì anh mong muốn các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ anh như thế nào? Trước mắt thì chúng tôi cũng xin những cơ quan chức năng giúp đỡ cho chúng tôi về mặt thông tin đại chúng, về mặt quảng bá thương hiệu trong địa phương cũng như trong cả nước. Rõ ràng tiềm năng sản xuất của cơ sở anh Hải vẫn đủ lực để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đặc sản này. Nhưng có lẽ do chưa có khả năng khai thác thị trường, tìm được đầu mối tiêu thụ, đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, nên sản phẩm làm ra phải gắn nhãn mác khác nhau mới có thể tiêu thụ hết. Và người sản xuất cũng không thể bảo vệ nhãn hiệu riêng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù là một đặc sản có tiếng, nhưng khi nói đến hồng sấy khô Đà Lạt lại chẳng có một tên hiệu chính thức nào để người dân cả nước biết đến. Người ta có thể nhắc đến bánh đào xanh rồng vàng nguyên hương của Hải Dương, nhưng chẳng có một tên gọi riêng nào cho hồng sấy khô, một đặc sản của Đà Lạt. Làm gì để phát triển thương hiệu hồng sấy khô Đà Lạt? Có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều người dân địa phương đang mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa.